Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì trước hết mình muốn gửi lời chúc đến các bạn một năm mới thật là an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý và thật là nhiều sức khỏe. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm video để thử đóng băng một đôi giày và đi đâu vào chân xem nó như thế nào. Thì ở đây mình có một đôi Yeezy 350 Moonrock. Mình sẽ đóng băng đôi giày này như thế nào? Thì ở đây mình có một chiếc box Mica. Vậy chiếc box này để làm gì? Thì bây giờ mình sẽ cho đôi giày này vào trong và đổ nước vào, rồi cho ngăn đá tủ lạnh đợi 10 tiếng. Sau đó sẽ khi nó đóng đá rồi sẽ lấy ra và đi thử cho các bạn xem một đôi giày băng như thế nào. Mình cũng đang rất là tò mò. Thì ở đây trước khi cho giày vào trong thì mình sẽ phải xịt một lọ phủ nano chống ướt giày và dùng đấy giấy để bọc lại không bị ướt. Thì bây giờ mình sẽ xịt nano luôn. Rồi, công dụng rất hiệu quả nha các bạn. Rồi, mình đã test từ hôm qua lên đôi giày khác rồi. Ok, và vừa rồi thì mình đã xịt xong nano lên đôi Yeezy này. Thì bây giờ sẽ ngồi đợi từ khoảng 30 phút đến 1 tiếng để cho nó khô, thì sẽ bọc giấy ăn vào rồi cho vào hộp và cho tủ lạnh nha. Ngồi đợi thôi. Ok, vậy sau hơn 3 phút chờ đợi thì có vẻ nó cũng đã khô rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử đổ nước vào xem có bị ướt không nha. Mình sẽ bọc thêm một màng bọc thức ăn vào để nó không bị ngấm hoàn toàn vào trong, để mình có thể xỏ giày được để đi. Bởi vì mình nghĩ đóng băng form nó sẽ rất là cứng các bạn ạ. Bọc thêm nha. Để cho thêm giấy vào. Ok, vậy là mình đã bọc xong một chiếc, mình cho vào đây. Sẽ để một cái ngăn ở giữa tránh nó dính vào nhau. Ok, mình sẽ cho hai chiếc. Đã bọc rất là kỹ. Chống này đi thôi. Mình sẽ đổ nước vào trong nha.
mình đã đổ nước vào trong nhưng mà bọc thêm một lớp ở bên ngoài này, đây là nước có chảy ra ngoài này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cầm cho vào tủ lạnh nha, đợi 10 tiếng. Sau đó sẽ bóc ra và đi vào chân. Đây là cho trong tủ lạnh nha. Không biết thành quả sẽ như thế nào. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đợi khoảng tầm 10 tiếng rồi sau đó sẽ lấy đùi giải băng này ra để đi thôi. Ok. Vâng, các bạn là đời không như mơ, sau 1 tiếng mình ra mình kiểm tra thử đấy. Nó chảy hết cả nước ra ngoài này. Rã cả man luôn, thì bây giờ mình bọc thật là kỹ xong rồi lại phải cho lại u dùng nước này. Đây đây, đây tí mình sẽ phải dọn cái đống này. Tòng 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 tòng. Thôi. Đặt vào, đợi tiếp. Ổn đó, ok. Cô lấy là dọn bao lâu mà bọc mãi mới được. Rồi, đây là đợi thôi anh em. Ok, vâng, và sau 10 tiếng thì bây giờ mình sẽ lấy ra xem nó đã đóng băng chưa. À, nước không chảy ra đâu rồi. Ui, đóng băng luôn rồi. Đấy, đôi gì của mình giờ cứng đơ luôn. Không thể nào nhấc ra được. Bây giờ mình sẽ lên sân thượng và bóc ra để đi vào chân xem như nào nhá. Đấy là đợi thang máy, nặng quá. Trời, Hà Nội này đang là hơn 10 độ quá. Nặng cái trưởng. Bọc vợ ấy. Mày vẫn đang bỏ Skype. Mình có gì không? Giờ nó cứng đơ luôn. Mấy tí sẽ lấy ra kiểu gì đây? Giám đốc, chị bị mạnh, lạnh quá, cầm một đi không? Vãi luôn, bị có mẹ. Thì chửi lại. Thì nó mới thật bóng nhau. Đi mẹ, xong đổi. Ui, người này thật mạnh mà. Bên mẹ nhiều. Mình sẽ lấy thôi, đã thử đá bóng chắc được ạ. Đá xem rồi, mấy phát nhá. Cũng phim đáng. À, nó quay được rồi nhá. Đây trong nó một. Đây. Nó lạnh quá. Em vừa lạnh vừa cứng. À. Đây. Đây mình sẽ đút thử chân vào đây nha. Chờ các bạn đây. Không khả quan lắm, rất là lạnh. Trời đang 10 độ như thế này. Ôi chết rồi. Đây nó có một đá bên trong, chúng ta chơi vẫn mau quá. Lạnh quá. Được à, trong nó còn đá cứng như bên trong quá. Có những cái cần bỏ. Ok. Ok. Đây chính là đôi giày băng trong truyền thuyết. Nào bóng 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 bóng. Ở đi tiếp đôi kia vào. Bóng ơi. Nào xuống này, mình sẽ thử sút bóng nha. Đốt chiếc này.
không, tao nghĩ cái này tao không thể rút ra được bà rồi. Thì các bạn nhìn này, đây, tao hết cả băng ở bên trong rồi này, cái này nước nó dò vào nhiều quá. Ok, vậy thì bây giờ mình chỉ, đó, mình chỉ đi được một bên thôi. Cứ bóng phan phan đưa đi. Lạnh quá. Đi đập đập băng. Lạnh quá trường. Chảy máu luôn. Bạn nào cảm ơn lạnh và bút. Ok. Phải chưa? Đây chính là thành quả sau hơn 10 tiếng đợi và thất bại 3 lần để có thể bọc được mà kiểu không bị nước vào, bởi vì nước chảy lạnh rất là nhiều. Mình phải phá hủy đôi giày này. Ok. Rất là lạnh, ướt hết cả quần này. Đấy là lấy ra cho đôi này đi spa nhìn không. Ôi giời, ôi giời, cứng dã man. Thật ra thì để mà nói đôi này mình thấy cũng rất là bền các bạn ạ. Đó. Vẫn không bị làm sao. Tí nó hết tan đá ra thì nó sẽ lại như bình thường. Cũng là một clip để thử độ bền của gì thôi. Không có gì gọi là phá hoại ở đây cả. Đấy. Nhờ. Rồi. Đồ này thì nhiều băng bên trong á, tí mình phải đợi thêm. Đấy, ok. Đã xong. Ok, và đã kết thúc thí nghiệm lần này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mình hứa với các bạn là năm 2019 này mình sẽ cho ra thật là nhiều vlog tiếp theo, thật là chất lượng và hay hơn nhiều nữa. Và các bạn nhớ like, subscribe kênh cho mình nha. Và bye bye anh em.